Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Mặc dù là VinFast nói rằng họ sẽ không cạnh tranh với những hãng xe điện tại Việt Nam, nhưng mình tin chắc đây sẽ là sản phẩm mà gây sốt và sẽ rất nhiều người muốn mua sản phẩm này. Bởi vì sao? Với 22 triệu đồng các bạn có một chiếc xe với thiết kế thời trang, sử dụng pin xịn sò luôn. Bình thường thì các bạn mới chỉ trong tầm giá này ấy, thì chỉ có thể mua được ắc quy mà thôi. Nhưng ở đây chúng ta đã có pin xịn sò và những công nghệ mà VinFast giới thiệu mà thực tế là mình đã trải nghiệm thì rất là tuyệt vời. Chia sẻ với bạn một chút thì mình cũng là một trong những người đang sử dụng xe máy điện của VinFast, và cụ thể là chiếc Felix S. Và khi mà nhìn sang cái mẫu Evo 200 mà vừa mới ra mắt này rồi ấy, thì mình thực sự là thấy rằng nó rất phù hợp với những chị em phụ nữ cũng như là những bạn học sinh. Bởi vì sao? Chúng ta có một cái dáng ngồi, một tư thế cũng như là một cái kiểu dáng rất là thời trang. Khoảng sáng gầm chỉ là 150mm thôi. Vì vậy là sẽ rất phù hợp dành cho những người nào mà cao khoảng tầm 1m rưỡi cũng vẫn có thể sử dụng được một chiếc xe này rất thoải mái. Nhưng mà mình sẽ ngồi lên cho các bạn xem nhé. Đấy, như mình thì mình đang cao là mình cao 1m73. Và khi mình ngồi lên chiếc xe này thì rõ ràng là cái chân này của mình nó hơi bị co lên một chút. Tuy nhiên thì không sao, với những cái bạn nào mà chỉ khoảng tầm 1m rưỡi, 1m6 đổ lên thôi thì ngồi chiếc xe này nó rất là thoải mái. Rồi, về thiết kế thì mình rõ ràng thấy rằng Evo 200 có một cái thiết kế nhìn rất là bắt mắt. Nó theo cái xu hướng theo kiểu châu Âu ấy. Phía trước chúng ta sẽ có một cái đèn chiếu sáng như thế này. Và tất cả đèn ở trên chiếc Evo 200 này thì đều sử dụng là full LED. Không có một chiếc xe nào trong cái tầm giá khoảng 22 triệu, 20 triệu mà sử dụng full LED như chiếc Evo 200 này cả. Rồi, ở phía trước chúng ta sẽ có thêm một cái mặt nạ nữa, nhìn cũng khá là đẹp mắt. Tuy nhiên thì nếu mà nó làm nhỏ hơn một tí ấy, thì mình sẽ thấy thích hơn, nó sẽ thời trang hơn một chút. Chúng ta có cái đèn xi nhan ở bên này này. Đó. Rồi, logo VinFast này cũng như là cái đồng hồ này, các bạn lại đây mình sẽ chỉ cho các bạn cái đồng hồ, nhìn rất đẹp mắt luôn. Đồng hồ trên chiếc Evo 200 này thì nó đã làm điệu đà hơn so với Clara cũng như là Felix. Chúng ta có tất cả những thông tin đều hiển thị ở đây. Đó, dung lượng pin này, odo cũng như là số km. Và đặc biệt Felix, Clara đều không có cái này, đó chính là thời gian. Cái mà mình cực kỳ cần, cực kỳ quan trọng nhưng mà mình lại không có trên chiếc Felix S của mình. Và phải lên đến Evo 200 thì các bạn mới có được cái thời gian này. Và tất cả những chi tiết hoàn thiện ở đây, Evo 200 thì đều hoàn thiện rất là tốt. Những cái phím bấm này này, đó, hoàn thiện cực kỳ chắc chắn. Khi mình nhìn vào đây thì mình thấy bóng dáng của một cái bàn tay thiết kế của người Việt ở đây đấy. Đấy, và chiếc Evo 200 này cùng với chiếc Felix S là hai chiếc xe máy điện được Việt Nam, được người Việt thiết kế hoàn toàn. Đó, thì đây là một cái điều mà VinFast đã phát triển rất nhiều so với việc là 5 năm trước đây. Đó. Về thiết kế mặt sau này thì mình thấy ấn tượng đó chính là ở cái đèn hậu. Đèn hậu và đèn xi nhan của chiếc xe này nó cực kỳ làm chúng ta liên tưởng đến một cái thương hiệu xe rất nổi tiếng mà trước nay chúng ta vẫn hay xem đấy. Đó chính là Vespa. Đấy. Đèn hậu cực kỳ giống luôn. Và cái xu hướng thiết kế này thì được VinFast nói rằng họ lấy cảm hứng từ ong bò vẽ. Đó, vì vậy chúng ta có một thiết kế nhìn nó rất là bầu bĩnh, nhìn nó rất là dễ thương nhưng mà cũng rất là hiếu chiến nữa. Đó, đi trên đường rất là đẹp mắt. Về phần yên này của chiếc Evo 200 thì mình thấy rằng cái độ dày của nó rất khá là tốt. Nó tốt hơn so với chiếc Felix S của mình đang sử dụng. Và khi mình ngồi lên thì mình thấy cũng rất là êm nữa. Đó. Và nó cũng được thêu chỉ như này và giả da nhìn rất là đẹp mắt, rất là thời trang. Về phần cốp thì chiếc Felix S này rất may mắn chúng ta đã có viên pin LFP bên trong. Vì vậy là chúng ta có thể tối ưu được cái khoang cốp này với cái dung tích cốp lên tới 22 lít. Đó, nó sẽ thấp hơn một chút với Carrera S và sẽ tất nhiên sẽ thấp hơn một chút so với Felix S. Nhưng mà rõ ràng đây là một cái dung tích rất là đáng kể nếu mà so với những cái mẫu xe đối thủ khác trên thị trường hiện nay. Đó, bên trong này cốp này. Đấy, rồi. Tuy nhiên, đối với mẫu Evo 200 này thì VinFast chỉ tặng kèm cái bộ sạc là 400W mà thôi. Chứ các bạn sẽ không được tặng kèm bộ sạc là 1000W như là Felix S, như là Carrera S. Vì vậy là cái thời gian sạc nó cũng sẽ kéo dài hơn. Đó, thời gian sạc nó lên tới 10 tiếng có thể đầy được chiếc xe này. Còn nếu mà bạn muốn nâng cấp hơn thì các bạn có thể mua cái cục sạc mà 1000W ấy. Nó chỉ mất 4 tiếng để sạc đầy chiếc Evo 200 này thôi. Ngoài ra thì chúng ta vẫn có một cái mẫu line nữa. Thì đây là một cái phiên bản mà thấy cực kỳ phù hợp luôn dành cho những bạn học sinh sinh viên cũng như là phụ nữ mà tay lái yếu ấy, họ không có nhu cầu chạy quá nhanh thì có thể mua cái mẫu Evo 200 Highline này. Với cái tốc độ tối đa nó chỉ là 50 km/h thôi. Còn thì với cái mẫu đó chúng ta có thể đi được khoảng đường xa hơn một chút, nhưng mà quá không quá đáng kể đâu. Chủ yếu là các bạn có nhu cầu như nào về tốc độ thôi. Đó, với cái mẫu Evo 200 Highline đấy thì các bạn sẽ không cần phải bằng lái, các bạn vẫn có thể sử dụng được. Khi mà so sánh một chút với Felix S, bởi vì mình thấy trên nhiều hội diễn đàn ấy thì họ có so sánh là tại sao không đợi chiếc Evo 200 này ra mắt đi, sao phải mua Felix S làm gì. Thì đối với mình là một trong những người đang sử dụng chiếc Felix S thì mình thấy rằng là mình mua Felix S cũng chỉ vì là nó cao ráo, gầm cao cũng như là cái khoảng để chân này nó thoải mái đối với những người cao trên 1m7 như mình.
thì mình sử dụng Felix mình thấy rất là thoải mái. Còn với cái chiếc xe này á, nó phù hợp cho những người nào mà hơi thấp một tí, khoảng tầm 1,5m, 1,6m gì đấy thì rất là phù hợp. Còn về những thứ rất quan trọng khác như là về pin thì đều có cùng dung lượng với nhau cả. Động cơ cũng đều giống như nhau. Mẫu Evo 200 mới này có 5 màu và đây là cái phiên bản màu vàng mình thích nhất. Đây là cái phiên bản mà nó toát được cái sự cá tính của chiếc xe này. Ngoài ra đây là phiên bản thường nhá, còn vừa nãy mình trên tay là phiên bản Line nhá. Cuối cùng là về mức giá thuê pin thì nó cũng giống với Felix cũng như Crys. Chúng ta sẽ có 350.000 nếu các bạn sử dụng cái gói là trên 500 cây và dưới 500 cây thì các bạn chỉ bỏ ra là 189.000 cái gói thuê linh hoạt thôi. Đó, mức giá nói chung là y hệt và đây là một mức giá mà mình nghĩ rằng là rất rẻ rồi. Mình đang đi đây, mình thấy rẻ là được rồi. Vì vậy, chiếc Evo 200 này mình nghĩ đây là một món hời cực kỳ lớn mà các bạn có thể sở hữu được ngay bây giờ. Tuy nhiên thì hiện tại tình trạng đặt hàng của chiếc Evo 200 này thì cũng khá là nhiều rồi. 18.000 đơn chỉ trong vòng 2 ngày đầu tiên cho mở bán. Vì vậy là mình nghĩ rằng các bạn nếu đặt hàng bây giờ thì cũng phải đợi khá lâu đấy. Vấn đề là chỉ là chỗ đấy thôi, còn chiếc xe này phải nói là cực kỳ ngon luôn. Và mình sẽ có thời gian trải nghiệm nhiều hơn thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái quá trình chạy cũng như là cái cảm giác chạy nó sẽ như thế nào nhá. Những tính năng thông minh khác như là app các thứ thì đều y hệt so với Felix hay Crys.